Ngày 8 tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư 02 ngày 6 tháng 3 năm 2024, sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 là kỳ thi cuối cùng của chương trình giáo dục phổ thông 2006. Về cơ bản, kỳ thi năm nay có thuận lợi do phương án tổ chức, quy chế thi giữ ổn định so với năm 2023. Tuy nhiên, vẫn có nhiều sửa đổi đáng chú ý mà thí sinh và các bậc phụ huynh cần phải nắm. Thời gian đang đếm ngược, các sĩ tử càng nỗ lực hết sức để có thể đạt được kết quả tốt nhất trong cuộc thi quan trọng bậc nhất của đời học sinh. Đồng hành cùng các thí sinh trong kỳ thi quan trọng này, ngành giáo dục tỉnh Tây Ninh quyết tâm nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chỉ đạo và hướng dẫn các nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc học tập, ôn luyện của học sinh, chú trọng tuyên truyền những thông tin quan trọng về kỳ thi cho các em học sinh khối 12. Tất cả có trong chương trình truyền thông chính sách phát sóng vào lúc 12 giờ 45 phút thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2024 trên kênh TTV11.